Cây phá cố chỉ tên khác, bà cố chỉ, hồ phi tử, thiên đầu, phản cố chỉ, bà cố chỉ, bồ cốt chi, bổ cốt chỉ, hắc cố tử, hồ cố tử, cắt cố tử, phá cốt tử, cố tử, hạt đậu miêu cây thảo cứng, kích phân nhánh, cao tới 1 mét. Lá chỉ có một lá chét hình trái xoan, có răng thô, cả hai mặt có nhiều tuyến hình mắt chim, màu đen. Hoa vàng đến hơn 20 cái xếp thành đầu hình trứng. Quả đậu hình trứng, hơi bị ép đen, sần sùi. Hạt đơn độc dính với vỏ quả, có màu nâu đen hay đen. Bổ cốt chỉ dùng hạt chín khô, hình thận dẹt phẳng hoặc hình tròn, trứng dài khoảng 3mm đến 4,5mm, rộng chưa đến 3mm, vỏ ngoài màu nâu sậm hoặc màu nâu đen, có vết teo nhăn nhỏ hơi giống hình hạt, chín giữa lõm vào, chất hơi cứng, nhân hạt màu vàng hạt nâu có nhiều chất dầu mùi thơm nồng nặc, vị đắng cay, vị cay, rất ôn, không độc, vị cay đắng, tính ấm, vị cay, đắng mà ngọt, vào kinh thận. Vào kinh thủ huyết âm túc thái âm và mệnh môn, vào kinh túc dương minh vị, vào kinh tỳ. Tâm bào lạc công dụng, ôn thận, tráng dương, chỉ tả, bổ thận, tráng dương, cố tinh, xúc niệu, ôn tỳ, chỉ tả chủ trị, trị thận hư, di tinh, tiêu chảy, đái dầm, trị liệt dương, hoạt tinh, đái dầm, tiểu nhiều, tiêu chảy do tỳ hư liều dùng. 3. Chính giam, bổ cốt chỉ, thanh diêm, hai vị bằng nhau, sao, tán bột. Mỗi lần uống 6 gram với nước cơm. Trị tiểu nhiều lần do thận khí hư hàn, bổ cốt chỉ 300 gram chưng với rượu. Hồi hương 300 gram, sao muối, tán bột, trộn hồ làm viên với rượu bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 100 viên với nước muối hoặc lấy bột này chấm thận heo nướng chín ăn. Trị trẻ nhỏ đái dầm do bàng quang hư hàn, bổ cốt chỉ, sao, tán bột, mỗi đêm uống 1-5 gram với nước nóng. Trị hư nhược ở hạ nguyên, tay chân nặng nề, ra nhiều mồ hôi trộn bổ cốt chỉ 120g, chưng với rượu. Hồ đào nhục 30g, bỏ vỏ, trầm hương tán bột 4-5g, luyện với mật làm viên, to bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 20-30 viên với muối, rượu nóng lúc đói, uống từ tiết hạ chí đến đông chí, ngày một lần. Trị hư lao, suy nhược bổ cốt chỉ 480g, ngâm rượu một đêm, phơi nắng, rồi thêm vào một thăng dầu mè, trộn đều, sao cho đến khi nào hạt mè hết nổ thì thôi, xong rây bỏ mè đi, chỉ lấy bổ cốt chỉ tán bột, dùng giấm nấu bột gạo làm viên to bằng hạt ngô đồng, uống lúc bụng đói với rượu nóng, muối loãng, kinh nghiệm phương, trị đau lưng do thận hư, bổ cốt chỉ 30g, sao, tán bột, uống với rượu nóng, mỗi lần chín quặc thêm một hương 3g. Trị thận khí suy nhược, phong lạnh thừa cơ hội ấy nhập vào. Hoặc khí huyết xung đột nhau gây nên đau lưng phá cố chỉ tẩm rượu sao 480g, đổ trọng bỏ vỏ, sắc lát, sao nước gừng, 480g, hồ đào nhục, bỏ vỏ, 20 trái, tán bột. Lấy tỏi giả nát, lấy 30 giơ trộn làm viên, to bằng hạt ngô đồng, uống mỗi 20 viên với rượu nóng, lúc đói. Phụ nữ không uống được rượu thì uống với gánh nhạt. Uống như thế khỏe mạnh gân cốt, thông huyết mạch, đen râu tóc, đẹp nhan sắc. Trị dương vật không dịu xuống được, tính khí tự chảy, phá cố chỉ, vĩ tử mỗi thứ 30g, tán bột. Mỗi lần lấy 9g, sắc với 2 chén nước còn lại 6 cân, ngày uống 3 lần cho đến khi khỏi. Trị tiêu chảy do tỳ thận suy hư, phá cố chỉ, sao, 240g, dùng đậu khấu sống 120g, tán bột. Táo, loại thịt dày, giả nhuyễn, trộn đắt hút bột trên, làm thành viên to bằng hạt ngô đồng, mỗi lần uống 50-70 viên lúc đói với nước cơm. Trị đau lưng do chấn thương, ứ huyết, ngưng trệ, phá cố chỉ, sao, lạc quế, lượng bằng nhau, tán bột, mỗi uống 6g với rượu. Trị dương khí suy tuyệt, phá cố chỉ 300g, bỏ vỏ, rửa sơ qua, phơi nắng, tẩm rượu chưng rồi lại phơi nắng, rồi giả, rây nhỏ. Hồ đào nhục 600g, ngâm qua với nước sôi, bóc vỏ đi, nghiền nhỏ như bùn, lấy mật tốt làm như kẹo mạch nha, cất trong bình sứ, cứ mỗi sáng, lấy rượu nóng 2 chén trộn với 10 muỗng thuốc bột để uống, xong ăn sáng để đè nuốt, nếu không dùng rượu thì dùng nước nóng thay cũng được. Dùng lâu thì sống lâu khỏe mạnh, ích khí, thông minh, nhớ dai, sáng mắt, mạnh gân cốt, kiên kỵ các thứ vân đài, thịt dê. Trị có thai đau lưng, phá cố chỉ 60g, sao, tán bột. Trước hết, nhai hồ đào nhục nửa trái lúc đói với rượu nóng và 6g phá cố chỉ. Định tâm bổ thận,
phá cố chỉ sao 60g, bạch phục linh 30g, tán bột, bột dược 15g, lấy rượu ngâm đổ đầy một lóng ngón tay, nấu chảy, hòa với bột làm viên to bằng hạt ngô đồng, mỗi lần uống 30 viên với nước sôi. Trị tiêu chảy, tiêu lỏng, chiết lị mãn tính. Trị bạch tiến phong, bổ cốt chỉ 30g, cho vào 10ml cồn 750C, ngâm trong 7 ngày, bôi vào chỗ đau, ngày 1 lần. Trị liệt dương, tiểu nhiều, đái dầm, bổ cốt chỉ, thỏ ti tử, bồ đào nhục, mỗi thứ 12g, ngày 2 lần với nước muối nhạt. Trị đái dầm, bổ cốt chỉ, tán bột, mỗi lần uống 8g, ngày 2 lần. Trị tiểu nhiều, bổ cốt chỉ, ngâm rượu sao 100g, tiểu hồi sao 100g, tán nhỏ, trộn đều, làm thành viên, mỗi tối dùng nước ấm uống. 3 đến 9 tuổi 1g 3g, 10, 12 tuổi 2g, 5g. Trị bạch đới, khói tóc, bổ cốt chỉ 40g, ngâm với 100ml cùng 75%. 5, 7 ngày bôi lên vùng bệnh và chích bắp dịch tiêm bổ cốt chỉ ngày 1 lần 5ml. Kết hợp chiếu tia tử ngoại trị bạch điến 49K. Tỷ lệ có kết quả 75.5%. Đối với khói tóc, chỉ dùng tiêm và chiếu tia tử ngoại, trị 45K có kết quả 84.4%. Trị tử cung xuất huyết, bổ cốt chỉ và xích thạch chi, lượng bằng nhau, chế thành viên cầm máu. Trị 326K, có kết quả trên 90 o 1 o.